đánh gãy ghế bà Trương Thị Mai, phe nào hưởng lợi nhiều nhất? Trong cuộc họp bất thường của Bộ Chính trị vào hồi trung tuần tháng 3, bàn về lá đơn từ chức của ông Võ Văn Thưởng, thông tin dò dỉ cho biết bà Trương Thị Mai đã phát biểu rằng: "Tôi rất đau buồn cho đất nước. Tại sao gia tăng bắt bớ, tranh giành quyền lực và tống các cán bộ và doanh nghiệp vào tù?" Và sau đó bà xin từ chức nhưng không được chấp thuận. Như vậy, nếu bà Mai thực sự phát biểu những lời trên, rõ ràng là nhắm vào Tô Lâm. Khi đó, ông Tô Lâm mới chỉ hạ Võ Văn Thưởng, chứ chưa hạ Vương Đình Huệ. Không biết có phải việc chỉ trích Tô Lâm gia tăng bắt bớ, tranh giành quyền lực có làm cho Tô Lâm nổi giận hay không? Chỉ biết không lâu sau đó, ông lại bắt bớ mạnh hơn nữa, và chỉ trong vòng hơn một tháng, ông đã lôi được Vương Đình Huệ xuống khỏi ghế quyền lực. Bà Trương Thị Mai đang gặp sóng gió. Theo đánh giá của người đưa tin, phát biểu trên của bà Mai lọt ra ngoài khiến cho Tô Lâm rất cày cú. Bởi nếu không có lời phát biểu này, người dân còn bán tín, bán nghi về những vụ bắt bớ gần đây, không rõ do ông Tổng hay do ông Tô Lâm thực hiện. Nhưng qua lời bà Mai thì người dân càng tin rằng việc triệt hạ ông Thưởng và ông Huệ là do chính Tô Lâm làm. Cứ mỗi lần có một vị lãnh đạo cấp cao ngã ngựa thì Bộ Chính trị lại họp tranh nhau sắp xếp trật tự mới. Một nguồn tin rõ rỉ cách đây hơn một tháng cho biết ông Tô Lâm muốn đưa Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc là Thứ trưởng Bộ Công an lên nắm chức trưởng ban tổ chức trung ương của bà Trương Thị Mai. Yêu sách này cũng tạo cơ hội cho Nguyễn Duy Ngọc được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị. Tuy nhiên, vì lời đề nghị xin rút lui của bà Mai không được chấp thuận nên cơ hội cho Nguyễn Duy Ngọc bị bịt lại. Vì vậy, bà Mai vô tình trở thành kẻ cản đường phe Hưng Yên của Tô Lâm tiến vào ban bí thư. Hiện nay đang tràn lan tin đồn rằng bà Trương Thị Mai đã tác động buộc bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận và chủ tịch tỉnh Trần Văn Hiệp phải giao đất dự án Đại Ninh cho đại gia Nguyễn Cao Chí. Đây được xem là đòn hiểm mà Tô Lâm đánh vào bà Trương Thị Mai. Muốn Nguyễn Duy Ngọc lên chức trưởng ban tổ chức trung ương thì trước hết chiếc ghế này phải được để trống. Nếu đánh gục bà Mai, Tô Lâm có rất nhiều lợi thế. Thứ nhất là làm cho phe tổng bí thư yếu đi. Thứ nhì là làm cho ghế trống trưởng ban tổ chức trung ương để phe của Tô Lâm dễ bề tính toán. Tô Lâm đang đánh tỉa từ ban bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng. Cơ chế này biến quan chức thành quan tham, không ai ngoại lệ cả. Người nào chưa bị lộ thì vẫn cứ lên giọng dạy đạo đức trước dân. Ngay cả bà Trương Thị Mai cũng chẳng sạch gì. Và vì các thành viên trong ban bí thư đều có tỉ vết, cho nên Tô Lâm chỉ việc bung quân ra cho đào bới lại hồ sơ cũ thì thế nào cũng chứng cứ lòi ra. Lúc đó Tô Lâm tha hồ đánh tỉa ban bí thư của ông Trọng. Một nguồn tin mới đây cho biết ông Trần Cẩm Tú cũng từng nhận 2 triệu đô la của bà Hoàng Thị Thúy Lan, cựu bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Rất có thể đây là cái rớp khiến Trần Cẩm Tú bị nắm thóp, buộc phải nghe theo mệnh lệnh của Tô Lâm. Bởi nếu không nghe lời thì sẽ bị biến thành củi ngay và luôn. Ngoài nghi án nhận hối lộ 2 triệu đô la, thì ngay trong Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng có hàng cài của Tô Lâm. Đó chính là ông Vũ Hồng Văn, thiếu tướng công an và là em vợ của Tô Lâm. Rất có thể vì những điều này mà Tô Lâm có thể an tâm bắt bớ, rồi sau đó Trần Cẩm Tú mới cho kỷ luật đảng sau. Hiện nay, mỗi thành viên của ban bí thư đều có thể trở thành đối tượng bị tấn công. Bởi khi đánh tỉa hết những nhân vật quan trọng trong ban bí thư, Tô Lâm mới có thể khống chế được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Lúc đó, Tô Lâm mới có thể vẫn đốt lò, nhưng bằng những quyết định của ông Tô Lâm do ông Trọng tự ký, thành viên ban bí thư rơi rụng, đấy là một lợi thế cho phe Tô Lâm hiện nay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình tiếp của Thời báo chấm D với bản tin đánh gãy ghế bà Trương Thị Mai, phe nào hưởng lợi nhiều nhất. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm D. Bị dân quy tội tạo phản, Tô Đại xúi Tô Trung lên thành mình. Lò đốt củi tham nhũng là phương hiệu của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 8 năm qua,
Ai cũng biết điều đó, và củi được đưa vào lò trong khoảng 7 năm qua là do ông Tổng lựa chọn rồi cho Tô Lâm quẳng vào lò. Ngần ấy năm, người dân mặc định hễ lò cháy là do bàn tay của ông Tổng Bí Thư nhóm lên. Tuy nhiên, từ khoảng đầu năm 2024 cho đến nay, công cuộc đốt lò đã có dấu hiệu bất thường trông thấy. Từ đó, dân mới cho rằng lò đã đổi chủ, và câu hỏi đặt ra là lò có đổi chủ thật hay không? Hai nhân vật chính trong việc đốt lò suốt 8 năm qua là ông Nguyễn Phú Trọng và ông Tô Lâm không hề lên tiếng về vai trò chủ lò. Tuy nhiên, sự bất thường trong việc đốt lò đã thể hiện rất rõ trong thời gian gần đây khi không còn theo quy trình mà Tổng Bí Thư đã đề ra trước đó. Đối với quan chức cấp ủy viên Trung ương Đảng thuộc diện Bộ Chính trị quản lý hoặc cấp Phó Bí Thư tỉnh thuộc diện Ban Bí Thư quản lý, ông Tô Lâm đều cho bắt như bắt gà. Không cần thông qua quy trình kỷ luật về mặt đảng. Quy trình kỷ luật cán bộ đảng viên là do Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng ban ra. Nay Tô Lâm dẫm đạp lên, nghĩa là ông không còn coi ông Trọng ra gì. Ông Tôn Sô tại buổi họp báo thường kỳ vào ngày 4 tháng 5. Việc loại ông Võ Văn Thưởng và ông Vương Đình Huệ trong thời gian rất ngắn cũng là điều hết sức bất thường. Người dân đặt câu hỏi ông Thưởng và ông Huệ ngã ngựa thì ai là người có lợi trong cuộc đua tranh vào vị trí Tổng Bí Thư. Từ đó nổi lên vai trò của Bộ trưởng Tô Lâm. Chiều ngày 4 tháng 5, tại phiên họp báo thường kỳ của Chính phủ, khi thông báo về vụ án Tập đoàn Thuận An, ông Tôn Sô, người phát ngôn Bộ Công an Việt Nam đã nói: khi lãnh đạo Ban chuyên án báo cáo Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng về một số vụ án do Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương chỉ đạo, Tổng Bí Thư đã có lời khen ngợi với lực lượng công an đã quyết tâm quyết liệt trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, yêu cầu Bộ Công an tiếp tục quyết tâm quyết liệt hơn nữa theo tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Câu nói này có vẻ như muốn khoe thành tích của người đại diện Bộ Công an, tuy nhiên ẩn trong lời khoe khoang ấy là sự thanh minh khẳng định rằng những trận đánh vừa qua không phải do Bộ Công an tự ý làm mà có báo cáo với Tổng Bí Thư. Nghĩa là ông Tô Lâm hàm ý rằng việc đánh Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ là do ông Tổng chứ không phải tôi. Theo nhiều nguồn tin nội bộ cung cấp, hiện nay ông Trọng thường xuyên phải nằm ở Bệnh viện Quân y 108. Tình hình sức khỏe của ông không tốt, không tiện để tham gia các cuộc họp của Trung ương Đảng. Một người đang vật lộn với bệnh tật, liệu có còn đủ minh mẫn để chỉ đạo những trận đánh lớn hay không là câu hỏi được đặt ra. Đấy cũng là một câu hỏi cho ông Đại tướng Tô Lâm. Sức khỏe của ông Trọng càng ngày càng yếu, nhưng lò thì cháy càng ngày càng mạnh. Thời Tam Quốc, Thừa tướng Tào Tháo dù vẫn xưng thần với vua Hán Đế, nhưng thực chất mọi chiếu chỉ của triều đình đều do ông soạn. Chỉ có con dấu là của vua. Cả triều đình đều biết tất cả các mệnh lệnh đều là của Tào Tặc, nhưng trên danh nghĩa là của vua ban nên không ai dám trái lệnh. Bởi nếu trái lệnh sẽ bị kỷ luật tội khi quân và cho xử trảm. Ông Trọng đã có thực quyền trong tay thời gian rất dài, chứ không phải là vua bù nhìn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, ông phải chống chọi với bệnh tật và đã không còn đủ sức khỏe và sức mạnh để nắm giữ quyền lực. Điều phi lý là bệnh càng nặng, lò của ông đốt càng mạnh mà không còn đốt theo quy trình do chính ông ban ra nữa. Phải chăng Tô Lâm đang lợi dụng uy quyền của ông Tổng để đốt lò phục vụ cho chính ông? Chúng ta hãy cùng đợi xem. Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .d với bản tin bị dân quy tội tạo phản, Tô Đại xúi Tô Trung lên tiếng thanh minh. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d